Chào mừng quý vị và các bạn đến với autobike vn trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giá xe máy Honda tháng 4 năm 2017 n 1 tăng hơn 3 triệu đồng. Giá xe máy Honda tháng 4 năm 2017 biến động nhẹ, ngoài trừ SH1 tăng vọt tới hơn 3 triệu đồng so với tháng trước. Theo nguyên nhận của autobike vn giá xe máy Honda tháng 4 năm 2017 diễn biến trái chiều với 6 mẫu xe ga và xe số. Trong đó, n 1 tăng mạnh nhất lên tới 3,5 triệu đồng, các mẫu xe còn lại như Future, Way RSX, PCX, MSX có giá bán không thay đổi so với tháng trước. Cụ thể ở mảng xe số, Way Alpha 110 giảm 400.000 đồng xuống còn 17,6 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 200.000 đồng. Trong khi đó, Way Alpha 100 hiện đang có giá bán phổ biến từ 18,5 đến 19 triệu đồng, cao hơn đề xuất từ 1,5 đến 2 triệu đồng và cao hơn Way Alpha 110 từ 900.000 đến 1,4 triệu đồng. Ở bảng Sega, Airplex cùng giảm 500.000 với hai bản cao cấp và từ tính, số mức giá lần lượt là 43 triệu đồng và 43,5 triệu đồng. Bản thể thao và DM vẫn giữ giá tương ứng là 41,5 và 46 triệu đồng. Trong tháng qua, Vision màu thường giảm nhẹ 100.000 xuống còn 33,6 triệu đồng, bản đen mờ vẫn giữ giá 34,5 triệu đồng, bán ra cao hơn từ 3,6 đến 4,5 triệu đồng so với giá đề xuất. Ngược lại, Honda Elite bản cao cấp tăng nhẹ 100.000 lên 40,8 triệu đồng, bán ra cao hơn đề xuất 2,3 triệu đồng. Trái ngược với mức giảm từ 500.000 đến 1,1 triệu đồng của tháng trước, N21 bất ngờ tăng mạnh từ 1,1 đến 3,5 triệu đồng trong tháng 4 vừa qua và là mẫu xe Honda tăng giá cao nhất tháng. Theo đó, hai bản thời trang và tiêu chuẩn tăng mạnh lần lượt là 3 đến 3,5 triệu đồng, lên 57,5 và 58 triệu đồng, riêng bản cá tính tăng 1,1 triệu lên 60,8 triệu đồng. Các mức giá trên cao hơn từ 6 đến 9,3 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Tương tự, sau nhiều tháng suy giảm, Honda SH 2017 tăng nhẹ 1 triệu đồng với bảng 125 CPS lên 72,5 triệu, bán ra cao hơn đề xuất 4,5 triệu đồng. Các phiên bản còn lại tạm ổn định với mức giá bán thực tế cao hơn đề xuất từ 3,9 đến 13 triệu đồng. Bảng so sánh giá xe máy Honda tháng 4 năm 2017 Warfram 110, giá đề xuất 17,8 triệu đồng, giá đầu tháng 18 triệu đồng, giá cuối tháng 17,6 triệu đồng, giảm 0,4 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 0,2 triệu đồng. Brett giá đề xuất 18,6 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 17,5 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 1,1 triệu đồng. Blade Phanh Đĩa giá đề xuất 19,6 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 18,5 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 1,1 triệu đồng. Blade Phanh Đúc giá đề xuất 21,1 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng 20 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 1,1 triệu đồng. Quay RSX FI FE Cơ, giá đề xuất 21,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng 22,8 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 1,3 triệu đồng. Quay RSX FI FE Phanh Đĩa, giá đề xuất 22,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng 23,8 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 1,3 triệu đồng. Quay RSX FI Vành Đúc, giá đề xuất 24 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng 25 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 1 triệu đồng. Future FI, giá đề xuất 30 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng 29,3 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 0,7 triệu đồng. Future FI Vĩnh Đức, giá đề xuất 31 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 30,3 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 0,7 triệu đồng. Vision, giá đề xuất 30 triệu đồng, giá đầu tháng 33,7 triệu đồng, giá cuối tháng 33,6 triệu đồng, giảm 0,1 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 3,6 triệu đồng. Vision DNM, giá đề xuất 30 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 34,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 4,5 triệu đồng. Lít 125 tiêu chuẩn, giá đề xuất 37,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 38,7 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 1,2 triệu đồng. Lít 125 cao cấp, giá đề xuất 38,5 triệu đồng, giá đầu tháng 40,7 triệu đồng, giá cuối tháng 40,8 triệu đồng, tăng 0,1 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 2,3 triệu đồng. Airblade thể thao giá đề xuất 38 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 41,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 3,5 triệu đồng. Airblade cao cấp giá đề xuất 40 triệu đồng, giá đầu tháng 43,5 triệu đồng, giá cuối tháng 43 triệu đồng, giảm 0,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 3 triệu đồng. Airblade Sơn Đen Mờ giá đề xuất 40 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 46 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 6 triệu đồng. Air tử tính, giá đề xuất 41 triệu đồng, giá đầu tháng 44 triệu đồng, giá cuối tháng 43,5 triệu đồng, giảm 0,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 2,5 triệu đồng. Winner 150 thể thao, giá đề xuất 45,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 39 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 6,5 triệu đồng. Winner 150 cao cấp, giá đề xuất 46 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 39 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 7 triệu đồng na tiêu chuẩn giá đề xuất 51 triệu đồng, giá đầu tháng 54,5 triệu đồng, giá cuối tháng 58 triệu đồng, tăng 3,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 7 triệu đồng. NA1 thời trang, giá đề xuất 51,5 triệu đồng, giá đầu tháng 54,5 triệu đồng, giá cuối tháng 57,5 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 6 triệu đồng. NA1 cá tính, giá đề xuất 51,5 triệu đồng, giá đầu tháng 59,7 triệu đồng, giá cuối tháng 60,8 triệu đồng, tăng 1,1 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 9,3 triệu đồng. PCX tiêu chuẩn giá đề xuất 52 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 50 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 2 triệu đồng. PC cao cấp giá đề xuất 55,5 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 53,5 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 2 triệu đồng. MSX 125 giá đề xuất 60 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 56 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 4 triệu đồng. NH125 phanh CBS giá đề xuất 68 triệu đồng, giá đầu tháng 71,5 triệu đồng, giá cuối tháng 72,5 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 4,5 triệu đồng. NH125 phanh ABS giá đề xuất 76 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 79,9 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 3,9 triệu đồng. NH150 phanh CBS giá đề xuất 82 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 91 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 9 triệu đồng. NA150 phanh ABS giá đề xuất 90 triệu đồng, giá đầu tháng vào cuối tháng là 103 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 13 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobike.vn. Hãy đăng ký kênh Autobike.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.